Xin chào các bạn, hôm nay mình tranh thủ ra vườn hái trái cây nha các bạn. Trời rất là đẹp, nắng xuống rất là ấm áp. Thì mình sẽ ra mình hái những trái cây của mình. Mình bỏ liền vô trong giỏ cho các bạn xem nha. Mới ngày hôm qua mình trốn không hái trái cây, mình ở trong nhà ươm cây. Với quay những cái clip đi chợ thì các bạn đã nói: cô ơi sao hôm nay không hái trái cây? Ồ, con ong. À, sao con hái trái cây nữa vậy? Con nhớ trái cây quá. Ước gì mà ngày nào mình cũng có trái cây hái. Từ đây sắp tới mùa đông á, trái cây chỉ ở trong tủ lạnh thôi các bạn, không có ở ngoài vườn nữa. Cho nên mùa đông thì hơi buồn nha. Mùa đông mình núp trong nhà, mình nấu ăn làm bánh cũng ok ha. Thì bây giờ các bạn và các em nhỏ theo dõi mình hái những gì trong vườn nha. Các bạn ơi, mấy ngày này gió quá, đợt trước đó gió xong rồi ngã cây sung nè. Đó, cái trái sung nó bị trầy luôn nè. Thấy chưa các bạn? Tội nghiệp cái trái chưa? Đang chín mềm ngon như vậy đó, gió ngã xuống cái trầy cái trái rồi, may chưa rụng á. Sung rất là mềm mà còn không rụng nữa. Ha. Nhìn cái trái ngon chưa nè. Trái này chín thiệt nè. Hái làm chi? Để mình lấy cái vòi nước mình rửa trước khi hái các bạn ơi. Rửa xong rồi mình hái xuống cái mình ăn liền ha, cái khỏi phải đem xuống rửa nữa. Đã đó, còn mấy trái táo kìa. Hẹn mùa đông nha, mấy trái táo mùa đông hái đó các bạn, được mấy chùm chứ bộ. Mùa đông ở trên kia có chùm nhỏ đang chuẩn bị lớn nè. Đây, bây giờ rửa cái sung rồi sẽ ăn nha. Đó, rửa cho sạch sẽ đi. Cái chỗ bị trầy nè, cái chỗ ngã nè, ngã nguyên cây sung luôn. Rồi, bây giờ sẽ hái trái sung này, ăn cho các bạn xem. Đó, nhìn cái trái ngon chưa nè, nó vẫn còn hiềm hườm ha, chưa có chín hẳn nè. Mà ăn chắc ngon lắm đây, trái nặng chắc không có chín héo đâu ha. Để mình ăn thử nha. Bật lên đây. Đó, ăn trái sung. Thiệt là trái sung, đứng bên cây sung. Nhìn mấy trái còn lại không biết có kịp chín để ăn không. Wow, nó ra mũ này các bạn. Tươi rói rói ha. Đó, có mũ đàng hoàng nè. Biết mũ này ăn nó có được không. Rồi, cắn thử nha. Ngọt lắm các bạn. Ăn giống trái gì ha. Giống trái gì cũng không biết nữa. Wow, cái hột của nó giòn, nhai nó rộp, tươi ngon thiệt đó các bạn. Sang năm mình sẽ có sung hái ăn rồi đó. Cái cây này trồng sang năm bảo đảm ra nhiều trái hơn bây giờ. Ngon quá. Nó có cái hột ăn ngon ha. Cái này mà chín mềm lên chút nữa chắc ngọt lắm. Như vậy mà mình thấy ngon rồi. Đã ngọt rồi đó các bạn. Sung Mỹ nha. Nhiều bạn thì nói hơi giống trái vải, trái gì ở bên Việt Nam à. Trái vạ hay trái vải gì không biết nữa. Rất là ngon. Nó có gì đây, cứng cứng. Thích nhất là cái hột các bạn. Mình cắn cái chỗ mà nó bị trầy đi. Đó. Ngon ha, hấp dẫn ha. Các bạn nói: chị ơi, chị nói là chị hái táo xong rồi là chị phải hái trái sung ăn mà sao quên. Gió lạnh quá các bạn, hoảng quá quên chạy vô nhà luôn, cho nên không có kịp hái trái sung ăn. Thì bây giờ ra ăn vẫn ok ha. Rất là ngon. Cái hộp nó thiệt là thích các bạn. Nhai nó giòn rụm mà. Nó cay lụp bụp trong miệng. Wow. Sang năm tha hồ mà ăn sung nha. Quên mời các bạn nữa rồi. Hừ quá. Được sao hái mời các bạn nha.
Đó, các bạn thấy chưa? Những cái trái này nó đang chuẩn bị phát triển lên thì trời lạnh. Ok, thì cứ lớn được chừng nào lớn mình hái tiếp. Thôi mình hái trái này đi ha. Cái trái dẹp dẹp nè. Đó, nguyên cây giờ hái trái này. Quá ngon nè. Vặn thôi, nó rất là giòn. Đó, ra liền ha. Nó cây rọt rọt, cây ra được cái trái. Quá đã luôn nè. Hấp dẫn chưa các bạn? Wow, còn có nguyên chùm lá nữa, đẹp quá. Tươi thì từ tươi đó. Hai trái ớt chuông thấy đã không? Ngon ha. Đó, năm này trồng thử rồi sang năm sẽ tiếp tục trồng ớt chuông. Nhìn thấy thương quá chừng luôn. Đây, trái này hườm hái luôn nè. Đâu có đợi chín làm gì. Hườm hườm là hái được rồi. Bây giờ mà đợi tới chín á, mưa lạnh á, nó hư hết. Đó, cái loại này nó lại khác nữa các bạn. Đó, ớt chuông rất là dễ hái ha. Bẻ ra cái là được liền, nhìn cái trái đi. Thương, dễ thương quá chừng luôn. Đã thì là đã. Bỏ vô đây ha. Wow, đẹp quá. Vừa có màu đỏ, vừa có màu đen, vừa có màu xanh, vừa có màu vàng. Ba màu tất cả. Hấp dẫn ha. Tiếp tục xem còn trái nào nữa không. Đó, đang chuẩn bị lớn, nhìn ớt tươi tốt đẹp chưa các bạn. Đẹp như bay đây. Wow, máy bay đâu rồi? Máy bay nghe nó bay rồi đó. Ở đâu? Đó, đằng xa kia kìa. Đó, ốc ớt à. Hái cho thỏ, thỏ thích lắm. Còn cái gốc lại bữa nó lên tiếp ha. Còn cái cây này nè, cây này nãy mình hái một trái màu vàng đó. Nhìn cái trái ớt của nó, nhìn nó ngắn ha. Đó, nó ngắn ngắn thôi. Đó, còn cái trái kia thì nó dài, bạn thấy không, cái thân nó dài. Đấy, còn trái ở trên thì nó dài dài, nó chưa kịp lớn đó các bạn. Nhìn nè, thấy thương à. Đó, nhìn như vậy ai mà không mê ớt chuông ha. Đó, ớt chuông ăn đâu cay đâu, ăn ngọt mà. Mấy đứa nít ăn được nữa nè. Ăn lại tốt nữa chứ. Lá nó tốt chưa? Mình thấy lá ớt người ta nấu canh đó các bạn. Cũng ngon lắm á. Nhìn cái hoa ớt thử nó đẹp xem sao. Wow, cũng đẹp quá ha. Đó, đâu có kém gì những bông hoa đẹp đâu. Hoa ớt cũng rất là đẹp. Rồi, đã hái xong cây ớt rồi đó. Còn cây này mới trồng xong rồi, cũng bon chen ra trái nữa nè, không biết có kịp không. Nè, đang ra trái nè ha, trồng sau mà cũng lên nè. Rồi, đó các bạn ơi, hái được 3 trái ớt chuông thiệt là đã nè. Nhìn nè, ngon chưa? Ngon ha. Đó, sang năm sẽ trồng nhiều màu ớt chuông khác nhau, nhiều loại ớt nữa nha. Tại sang năm đất mình rộng lên rồi, tha hồ mà trồng. Năm này phải chịu thôi. Rồi tiếp tục đi qua chỗ khác hái nha. Đó các bạn ơi, cây ớt này là ngộ hết sức luôn. Đó, ra được có một trái thôi đã về hưu rồi các bạn. Cây lá được trụi hết trơn. Đó, như vậy đó, chừa lại cho hành trái. Hay thiệt á, hái thôi nha. Cũng dai lắm. Được trái nè, thôi bỏ vô rổ đi. Thương ha. Wow, cái trái giống y cái lưỡi câu à. Đi câu cá được đó. Ngon quá chừng. 4 trái ớt chứ bộ. Còn cái loại ớt này là ớt của người Đại Hàn này, nó dẹp dẹp. Ăn nó cũng cay lắm á. Nhưng mà trồng vậy không biết, hay để bón thêm phân. Mình trồng đại vậy mình không có bón phân gì ở dưới. Mình để bón thêm phân thử nó lớn được chừng nào thì lớn nha. Cái trái này nhìn giống trái me xanh ha. Rồi, đi qua chỗ. Còn đây là chậu bông atiso của mình nè các bạn. Đó, thì mình đã trồng ra bông rồi nè. Nhìn dễ thương chưa? Đó, cái bông ở trong màu tím 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 tím, quá đẹp ha. Đó, các bạn đụng vô đây là nó có gai nè. Ý bữa nữa mình đem cái bông này vô mình hầm giò heo ăn, ngon lắm đó các bạn. Hồi trước mình có hầm một lần, mình ăn mình thấy mê luôn. Cho nên mình thấy ở ngoài chợ có bán giống atiso, mình mua về trồng liền thì cũng ra được một cái. Ở đây này, ở đây tốt quá, bữa nay chắc ra cái bự lắm ha.
Atiso chắc sống được trong tuyết, không sao đâu. Rồi mình sẽ vô trong này mình xem. Mấy trái ớt nhỏ nhỏ này mình hái luôn. Đó, ra được trái nhỏ tí. Nhìn cái ớt dễ thương nha. Nhìn cái trái nè, đẹp không? Bỏ vô đây luôn. Thu hoạch ớt hôm nay đó. Rồi đâu nữa? Đây, đây. Cây này cũng nhỏ tí luôn. Có một trái nè. Thương ha. Lá cũng xanh tươi quá chừng. Cái thân này chút xíu xíu nè. Đó, hái. Đẹp quá các bạn. Trái này ớt màu cam, không biết vô ăn nó như thế nào ha. Cây thì nhỏ nhỏ thôi, mới trồng sau này à. Ngon chưa? Vô trong này nằm, được mấy trái rồi. Đó, đó, mấy trái nè. Dễ thương chưa các bạn? Này thì để lại đi, nó chưa có chín. Cái chừng đụng mạnh mạnh nó cũng rớt luôn á. Chưa chín nha các bạn. Trái này cũng vậy luôn. Chưa chín luôn. Rồi, còn mấy gốc ớt nè. Hy vọng tới tháng 11 thu thêm đợt nữa ha. Còn môn bạc hà của mình này. Được cái gì không? Nhổ mấy cây cải này cho con thỏ ăn, nó ra bông rồi. Nó ít ít quá thì mình cũng lười biếng ăn. Kheo nè. Mấy con thỏ được hưởng lắm đó các bạn. Cỏ nữa nè. Đây là cà rốt của mình nè các bạn. Đó, mình gieo vào lúc tháng 6 đó. Để mùa đông nay mình sẽ nhổ củ cà rốt. Nhìn cũng thích ha. Và ngò nè. Ngò của mình bây giờ chuẩn bị ra bông. Gieo mà chưa kịp bứng ra luôn á. Các bạn thấy cây cải bự chưa? Mình che nè. Đó, các bạn thấy cây cải nè. Cải bẹ xanh này, nhìn nó ra đẹp quá ha. Tròn vo luôn. Quá dễ thương ha. Đây, bắp cải của mình đây. Trồng để thu hoạch mùa đông đó. Dễ thương chưa? Cây bắp cải này, đã không? Lá tốt quá chừng. Hái được mới cho mấy thỏ ăn nè. Ăn đi. Dễ thương chưa các bạn? Ngày nào ra vườn thì mấy thỏ cũng được ăn rau tươi. Hái nhúm cho thỏ ăn ha. Say mê say mê. Đó, bỏ vô cho chuột lang đâu rồi? Chuột lang đâu? Vô trong kia ăn. Vô trong kia ăn. Chuột lang ăn đi. Chuột lang cũng tranh thủ ăn các bạn. Trời nắng quá mình quay mình không thấy gì hết. Nè, hai con chuột lang đang ăn nè. Ăn rau kheo. Mấy thỏ chụm lại ăn chỗ nè. Nhìn dễ thương ha. Xích qua cái thỏ đen. Đó, xích qua. Thỏ đen che hết trơn rồi. Rồi, ok. Say mê gặm. Đây nữa. Chuột lang cũng ham ăn lắm á. Ăn ngon ha. Đó, mình quay sơ mấy con thỏ cho các bạn xem. Các bạn nói mấy ngày này không quay thỏ gì hết, nhớ thỏ quá à. Cây thù lù. Ha, cây thù lù cũng mọc vô trong này này, cũng ra trái nè các bạn. Đó, có được trái nè. Trái này còn nhỏ. Cây thù lù nè. Cắn thử ha, có ngon không? Chua lắm các bạn ơi. Chưa có ngọt. Chua nè, ở trong nó có hột hột nè các bạn. Đó. Còn non. Nó chín nó sẽ ngọt. Trái này nó chín nó bự hơn trái cà chua nữa.
qua. Chua chua. Wow, chua quá. Thôi, đi qua chỗ khác. Đây là cây cà tím của mình nè các bạn. Đó, có hình trái ở trong này, để xem hái được chưa hái nha. Trái này chắc già lắm rồi đó, đợt trước còn non không chịu hái. Bây giờ để già, thiệt già rồi mới hái. Nè, vặn để xem vô ăn được không. Vặn sao lâu ra quá vậy các bạn. Rồi ra rồi đó, sắp đứt ra rồi. À, được trái cà tím rồi nè. Nó già rồi các bạn, chắc có hột luôn rồi đó. Đó, được mớ ha. Ớt, cà tím. Thôi hái trái non này vô ăn đi, để già làm chi ha. Ăn trái non nó mới ngon hay sao á. À, hái đi. Ngon ha. Hái non vô ăn cho nó ngon. Đó, được trái cà tím. Trái lớn, trái nhỏ. Trái thì tròn, trái thì dài mà trồng chung hết vô một cái chậu. Còn đây là chậu cà tím thứ hai của mình. Năm này trồng không có chăm bón, cà tím không có tốt lắm. Mình hái luôn ha. Đó, nhìn cái trái cũng cưng quá. Hái. Ao, có gai. Vặn đi. Có một tay cầm mấy cái phim mà một tay phải vặn chứ đâu có cắt được đâu. Cày chút xíu cũng ra trái nữa. Thấy thương chưa? Đó, được mấy trái cà hôm nay nè. Còn mấy trái này để lại đi ha. Cái trái này nó mới ra thôi. Đó, cà tím thì dai lắm, hái cũng khó lắm. Vặn mãi mới ra được cái cuốn nó chắc lắm các bạn. Còn hai cây cà chua nè, cà chua vàng nè. Có trái nào thì hái đi. Cây kia nè các bạn, bị ngã nè. Đó, ngã dựng đỡ lên thôi. Nhìn cái chùm nè, nhìn cái trái thấy thương chưa. Đó, bự thì là bự như vậy mà ngã nè. Trái càng nặng thì càng dễ ngã đó các bạn. Nhìn thấy đã chưa ha. Trái bự hơn trái cam nữa. Đó. Ngã nè các bạn, lòi cả gốc lên luôn nè. Rồi. Trời ơi, mình làm gãy mất cái cành cà chua rồi các bạn ơi. Uổng quá chừng. Mình cột lên, cột lên, cột lên cho nó dính lại. Chút nữa lấy đồ băng lại. Nguyên một chùm luôn. Thiệt tình, đụng vô cái là gãy liền. Đó, cái cây nãy mình mới làm gãy nè các bạn. Mình đã băng bó lại rồi. Đó, rồi mình ép sát cột vô trong này. Hai cái cây thì nó bị gãy, mình ghép lại nó vẫn sống các bạn. Đó, cứu được mấy chùm cà chua ha. Một hai tháng nữa thì đổ tuyết xuống rồi tính. Khi nào nó chín được chừng nào thì hai chừng đó. Bây giờ mình cứ hái tiếp nha. Cà chua vàng nè. Chua vàng đây. Hái một trái cà chua vàng. Ngon chưa các bạn? Hôm nay hái nhiều rau quả quá chừng. Hả? Hấp dẫn chưa? Hái tiếp nha. Ở trong này có một trái màu vàng nè. Núp ở trong cái góc này. Xem có hái được không? Trái này ngon ha. Có bị con gì cắn không? Con gì cắn không? Con gì đang liếm cho miếng nè. Cà chua này bữa hôm cho con thỏ ăn trái nó khoái lắm các bạn. Để nó đi. Hôm nay được 3 trái cà chua vàng này. Mới rau quả. Còn cái chỗ này cà chua bi nè, nó chín là nó vàng hết trơn lá rồi, lạnh nữa. Đó, mình hái hết đi ha. Chua bi này ăn thấy đã lắm á. Cắn một cái là rụp
Một cái là ngon thì là ngon, chua chua chua. Nhiều cà chua quá chừng, hôm nay chắc hái cây này là hết rồi đó các bạn. Còn vài trái. Ngon ha, riêng. Đó, cho ớt vàng nằm chung với cà chua luôn. À! Cái rổ này nó nặng thiệt á. Cái rổ không là hết mấy ký rồi. Đây nữa nè. Các bạn nguyên chùm. Nhìn cái lá của nó bây giờ tội nghiệp quá chừng, nó héo hơn gầy mòn, chỉ còn mấy cái trái thôi à. Hái 2-3 trái, 4 trái lúc. Đây chùm. Bây giờ thì cà chua đua nhau mà chín. Chín cho nhanh để nghỉ đông. Nghỉ đông thôi. Mùa đông buồn lắm ha. Mùa đông năm này có mấy cây bắp cải, rồi cây bông atiso, rồi củ dền, đó, cà rốt. Mùa đông mình sẽ thu hoạch cà rốt cho các bạn xem, khoảng tháng 3 hay tháng 2 gì thu hoạch cà rốt nha. Bây giờ thì thu hoạch cà chua, rau quả, rau củ. Dưới này có gì vậy? Một trái thôi. Còn nữa không? Trái này ok không? Đó, mớ cà chua luôn á. Nhìn cái tay cây nhỏ, tưởng đâu không có trái. Ít trái mà hái cũng nhiều quá chừng ha. Nhìn cái cây này, thấy tội chưa? Đó, bên này có chùm nữa nè. Chùm này 2 trái. Bên này chín hết rồi, hái vô hết. Đó, đây nữa. Cái này còn ra trái non nữa, các bạn nhìn thương chưa ha, tội nghiệp quá. Tiếp tục ra trái non. Đâu có ăn kịp đâu mà ra. Đó, còn nữa không? Nhìn cái rổ này đó, hôm nay lại đem cái rổ vuông y như cái bánh chưng ha. Đó, xanh trắng trắng, có cái dây này giống bánh chưng, thèm bánh chưng hết sức luôn á. Quá chừng đã ha. Không ngờ nha, hôm nay hái rau quả không ngờ luôn. Đã thiệt là đã. Để xem còn trái nào nữa không. Trái nhỏ tí nè. Trên này nữa. Cây này là thương nhất nè. Hái tới nghỉ đông luôn. Hái vừa khít luôn ha. Không có chừa lại năm ngói á. Cà chua bị tuyết phủ quá chừng rồi các bạn. Cà chua xanh rồi năm ngói thấy thương lắm. Năm này chắc còn thương hơn. Năm này nguyên cả đống chỗ này nè. Đang ra trái quá chừng mà chưa chín nè. Cái tội trồng trễ đó. Trồng trễ thì phải bị hư cà chua thôi. Trồng sớm sớm thì cà chua đã chín từ lâu rồi. Trồng quá trễ đi. Ở trên này nữa nè. Thấy đã chưa? Một chùm 3 trái ha. Ái thôi. Đây nữa. Ngon quá chừng. Ở dưới này nữa nè. Trái nhỏ tí mà đỏ chét à. Đỏ thì đỏ nên ngon nè. Trái này ok, hái luôn. Còn nữa không? Trong này. Rớt mất trái đỏ của mình nè. Cái trái nhỏ tí mà nó đỏ ha. Mấy trái này đem vô để 2 ngày là cái chín đỏ như trái này nè các bạn. Đó. Thường chưa? Ngon ha. Ngày nào ra hái trái cây là ngày hôm đó là vui cả ngày luôn các bạn. Thiệt, mấy cái cây này nó giúp mình vui vẻ mỗi ngày đó. Trồng rau quả không có thấy mệt đâu. Trồng mình xem nó lớn lên từng ngày, mình chả thấy mệt gì. Thấy vui nữa. Rồi, cái cây bé xíu của mình đã thu hoạch được chừng này cà chua. Thấy ngon không? Cà tím, cà chua, ớt nè. Ớt cùng màu với cà chua luôn. Đó, còn cà chua vàng này, coi trái nào được thì ăn, còn không được thì cho con thỏ. Nứt nứt vàng thỏ nó có ăn cũng được các bạn. Bạn nói, cô ơi sao cô ác quá à? Cô cho thỏ ăn đồ hư. Mấy cái này sau ăn được là thỏ ăn được mà các bạn. Đâu có sao đâu. Đó,
mà sao với con thỏ giống nhau nè, sạch sẽ mà. À, chỉ có mình ăn cũng được, nhưng mà tại vì mình thấy mình ghê mình không ăn thôi, chứ mấy con thỏ với con trâu rồi ăn chung với nhau được. Ở trên này một mớ cà chua nữa nè, cà chua này ra vậy không biết bao giờ mới chín nữa, ra cái chùm thấy thương chưa, coi chừng không cẩn thận lại gãy nữa. Đó, cà chua cứ chùm như vậy mà không chịu chín, chưa kịp chín nè. Wow, cả đống ở trong này nè, đó nhiều lắm á. Này chín thu mới sướng nè, bao giờ mới chín vậy cà chua. Con nít ở đâu mà khóc dữ vậy nè. Ôi chà, cái rổ gì đâu mà nó nặng thì là nặng, nó cầm không nổi cái rổ này. Cái rổ không chắc cũng 2 kg rồi. Cái rổ gì mà người ta đang cái gì đây mà nó nặng dữ gì nó không biết. Đây này các bạn, một mớ cà chua ở đây chín nữa nè. Đó, chua bi kìa, chua bi dễ thương, bi bi quá dễ thương ha. Các bạn coi YouTube của mình đó, bây giờ đang trồng cà chua đó các bạn, khoe với mình là cà chua của mình đã ra bông rồi đó, không biết bao giờ mới ra trái. Thì trồng từ từ nó cũng ra trái rồi, nó chín rồi các bạn ơi đó, nhanh lắm. Bỏ vô trước đi he, ngon chưa, cái rổ thì đã thiệt đó. Hôm nay là muôn màu sắc ha, quá chừng đẹp. Trên này này, cà chua đẹp như mơ đây đó, quá dễ thương ha. Trái xanh cũng đẹp mà trái hườm hườm cũng đẹp, trái chín cũng đẹp nữa. Gì cũng dễ thương hết. Wow, ngon quá, ngon quá. Hôm nay lại vui nữa, vui cười nhiều là cũng bị la. Mình cười nhiều thì bị la kêu cô ơi cô, chị ơi chị, em bị khùng hả. Kệ, mang tiếng khùng mà mình vui tí cũng được các bạn. Mình muốn cười thì mình cười, chứ giờ không cho mình cười sao. Ở trên này nè, đó, một mớ trái chín ở trên này, dễ thương chưa. Còn ra bông nữa chứ. Bây giờ tự nhiên mình thấy ra bông là mình thấy thương các bạn, đâu có kịp ra trái đâu, thấy thương quá à. Cái bông cà chua cũng đẹp ha. Wow, nhìn cái bông cà chua yêu đời hết sức ha, vừa có bông vừa có trái hái nữa, quá chừng là vui. Đã vô đây luôn ha. Ngon chưa, tiếp tục còn nữa không. Trái này xinh quá chừng nè. Wow, này vô nhà rửa sạch đi ngồi ăn cho các bạn, nói chuyện với các bạn cho vui ha. Ở trên này nữa, mót thôi. Đây, còn đây, này cà chua dài, cà chua dài ơi, cà chua dài chín, đó chín dài hái được rồi. Bên này nguyên một chùm luôn, chùm cà chua dài chín. Cà chua dài này nó ngọt, thiệt là ngọt, nó giòn mà ngọt, ngon chưa. Đổ xuống dưới đất mà ra trái. Đó, có cà chua tròn, cà chua dài. Các bạn nhìn trái này không phải cà chua đâu nha, trái ớt đó. Đó, trái ớt cũng bon chen vô trong cái đám cà chua này nằm, làm người ta tưởng cà chua gì mà dài dữ vậy nè. Ngon ha. Wow, không ngờ hôm nay hái đã quá. Đó, lật về cho nó đẹp, hấp dẫn chưa. Còn nữa không, chỗ này cà chua màu cam nè, chỗ này mình trồng ké đậu nè, giờ đậu nó ra tốt quá chừng. Bên kia nó chuẩn bị ra trái nè. Đó, bên kia nữa ra trái đậu đàng hoàng. Cà chua thì cứ ra trái vậy thôi, ráng nắng ấm thêm 2 tháng nữa đi ha. 2 tháng nữa cho mấy trái cà chua mình nó chín cái mình mừng rồi. Đừng có tàn sớm quá, buồn lắm. Đây, trái thấy thương chưa?
Như vậy mấy bữa nó u rồi. Ở trên này nè các bạn, nó ra bông rồi, thấy thương chưa? Ô cha cha cha, ra bông tội nghiệp chưa? Ra vậy sao kịp. Xin lỗi nha cà chua. Quá thương quá. Ra bông. Trồng xứ lạnh thì tội nghiệp mấy cây cà chua quá. Đó, con người ta đang phơi phới ra hoa, đổ tí xuống còn gì là cà chua thôi. Các bạn ơi, lại để trên thùng rau nữa rồi. Đó, nhìn đã chưa các bạn? Hôm nay thiệt là đã, nguyên một rổ rau quả ha. Ngon hết sức, ngon luôn. Các bạn ơi, nhớ trồng nha. Trồng được cái gì thì cứ trồng. Trồng hái trái thì đã tay lắm các bạn. Vui nữa. Đó, giống như một nguồn năng lượng mới truyền vào. Hái xong rồi vô nhà ôm cái rổ này nhìn hỏi cười các bạn. Vui quá. Thành tích của mình trồng được thì thương nha. Đó, dễ thương quá chừng. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác, mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.